đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay Minh Châu lại có một lá thư cho cô Thảo đây. Thư nữa phải không? Dạ, nhưng mà đặc biệt là yêu cầu này cũng là một cái nỗi lòng của một người mẹ trẻ. Cho nên đó là em đã ưu tiên chọn trước, cho nên cô Thảo ưu tiên giải quyết trước nha. Ừ, chắc chắn rồi, cô sẵn sàng. Dạ. Thư sao vậy? Kính chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi đang có một bé trai đã gần 3 tuổi, nhưng mà khi ăn cơm thì cháu không chịu ăn thịt. Cho dù là thịt kho mềm hay thịt cắt nhỏ thì cháu cũng lắc đầu, có khi chỉ nhai qua loa rồi nhả ra thôi. Và tôi rất muốn bé ăn thêm nhiều thịt để bổ sung đạm, bảo đảm dưỡng chất cho bé, nhưng mà không biết nấu món gì để cho bé ăn, bởi vì ngoài nấu canh, kho thịt lấy nước thì tôi cũng chẳng biết làm gì khác hơn. Chương trình hãy giúp tôi để cháu vừa có thể ăn được thịt vừa cảm thấy thích thú khi ăn. Rất mong sớm nhận được hồi âm của chương trình. Đúng là việc mà các bé lười ăn thịt nè, hoặc là lười nhai thịt đó là một nỗi khổ cho tất cả những cái bà mẹ trẻ, không chỉ là với vị khán giả mà mới gửi thư cho chương trình đâu, mà hầu hết các bà mẹ trẻ đều như vậy. Có những bà mẹ lại bị stress vì trường hợp là các bé không chịu ăn nữa, là vì các bé ăn một thời gian rất là dài, ăn bột nè, xong rồi chuyển qua ăn cháo đặc xay nhuyễn nè, và như vậy khi mà tập ăn qua những cái thức ăn cứng hơn thì sẽ rất là khó. Do đó việc mà chúng ta phải thiết kế cho các bé một cái bữa ăn như thế nào vừa ngon vừa hấp dẫn mà các bé lại dễ ăn nữa là một vấn đề rất quan trọng. Nghe cô Thảo nói thì chứng tỏ là cô Thảo rất đồng cảm với vị khán giả đã gửi thư cho chương trình, đúng không nè? Vậy thì cô Thảo hẳn là đã có một món ngon ở trong đầu rồi. Cô đang nghĩ đến một món là thịt thì mình phải xay nhỏ ra, bắp. À bắp, các bé rất là thích ăn bắp. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện một món, đó là món thịt xay kho bắp đậu. Để thực hiện món thịt xay kho bắp đậu thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200g thịt xay, 50g đậu đũa, 30g cà rốt, hành ngò, khoảng 50g bắp Mỹ, hành băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả phải sơ chế phần thịt trước. Cho phần thịt xay này ra cái tô nè. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê hành băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều lên. Minh Châu giúp cho cô trộn đều lên nha. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là phần đậu đũa nè. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra như thế này. Là vì chúng ta nấu ăn cho bé mà. Dạ. Những cái món này chúng ta đều phải cắt nhỏ hết. Dạ. Cà rốt chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu tương tự như là đậu vậy đó. Tiếp tục cắt đến hành ngò. Tất cả các nguyên liệu xong rồi, đặt một cái chảo lên bếp. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta chọn bắp để mà làm món này á, mình sử dụng bắp Mỹ. Bắp Mỹ nó có màu vàng rất là đẹp nè. Khi mà chúng ta xào xong nó sẽ có cái độ giòn giòn, đặc biệt là nó ngọt và nó rất là ngon. Màu sắc lại đẹp nữa. Em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, các bà mẹ trẻ thân mến, khi làm món ăn này chúng ta lưu ý lựa chọn bắp Mỹ để sử dụng. Như vậy thì món ăn vừa giữ được độ giòn nè, có vị ngọt nè, mà còn có màu vàng bắt mắt nữa. Chảo bây giờ thì nóng rồi, cho một ít dầu ăn. Cho ngay cái phần hành tím băm này vào nè. Dạ. Khi mà hành đã vừa vàng thơm rồi, chúng ta trút hết cái phần thịt băm này vào. Chúng ta xào đều để cho thịt chín kỹ. Đó, nó rất là khô lại rồi. Bây giờ mình sẽ cho cà rốt nè, đậu que vào. Cho luôn cái phần bắp này vào nữa. Dạ. Tất cả những cái loại rau củ này chúng ta cho vào nè. Chúng ta xào tiếp cho thật là đều này nha. Và khi nó đã thấm gia vị vào rồi á, quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng một chén nước vào, thì sẽ giúp cho các nguyên liệu của chúng ta chín kỹ hơn một chút xíu nữa, đồng thời là các gia vị sẽ thấm đều hơn vào nguyên liệu. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho nước vào kho chung với thịt, bắp, đậu cũng như là các nguyên liệu khác để giúp cho các nguyên liệu được mềm, thơm ngon và thấm gia vị. Cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto và một muỗng cà phê nước mắm. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là khi chúng ta cho thêm một muỗng cà phê nước mắm vào trong quá trình kho á, thì sẽ làm cho món kho của chúng ta thơm ngon, đậm đà hơn rất là nhiều. Bây giờ nước đã cạn rồi, phần thịt xay kho bắp đậu cũng đã chín rồi, chúng ta sẽ cho hành ngò vào. Tùy theo là bé mới tập ăn hành ngò hay là đã biết ăn rất là kỹ rồi, chúng ta cho vào nhiều hay ít. Với lại em thấy hành ngò mình nấu chín kỹ thì đâu có vấn đề gì đâu cô ha. Và bây giờ cô trộn đều và chúng ta tắt bếp. Cô sẽ múc món ăn này ra chén nè. Mình cũng có thể trang trí thêm một ít ớt sừng sắc sợi nữa. Rồi Minh Châu nếm thử coi vừa ăn không? Dạ. Thịt nè, rồi các loại rau củ á,
tưởng như là không có liên quan gì hết, nhưng mà khi mà nhai chung với nhau á, cảm thấy vị rất là hòa quyện. Nhưng mà em thấy nó hơi lạc lạc á cô. Đúng rồi, món kho thì thông thường là mình phải làm hơi mặn mặn một chút xíu, ăn với lại cơm thì nó mới ngon. Nhưng mà đó là trường hợp chúng ta nấu cho người lớn, cho em bé 25 tuổi này đó. Chứ còn đối với em bé nhỏ, chúng ta nấu cho các bé mà 5 tuổi, 7 tuổi thì nên nấu lạc một chút xíu và thậm chí còn hơi ngọt để các bé dễ ăn hơn. Chắc chắn là các bà mẹ trẻ khi đang theo dõi chương trình này sẽ cảm thấy rất là tâm đắc với món thịt xay kho bắp đậu đúng không ạ? À? Và nếu như mà quý vị thực hiện thành công thì hãy đừng quên gửi thư về chia sẻ cho cô Thảo và Minh Châu nữa nha. Hôm nay em cảm ơn cô Thảo rất là nhiều luôn á. Không có gì, và cô thấy em ăn ngon miệng thì chắc chắn các bé cũng sẽ rất là ngon miệng. Và quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên đón theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và cùng nhau đóng góp ý kiến để chương trình ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn, cũng như gửi yêu cầu về để các đầu bếp của chúng tôi có dịp thể hiện tình cảm với quý vị nữa chứ. Bằng cách rất là quen thuộc, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Và cô Thảo cũng như quý vị khán giả cũng đã biết rồi đó, cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã kết thúc rồi. Ngày hội Món Ngon Mỗi Ngày tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 này. Hãy nhanh chân tham gia. Và bây giờ chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng tuần 4. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mến chúc tất cả các bà mẹ trẻ sẽ có những ngày thật vui bên cạnh những đứa con thân yêu của mình và sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.